Wow, đẹp quá em ơi, ngoài sức tưởng tượng của chị luôn. Trời ơi, bây giờ nhìn cái da một bên này của chị này nhìn nó khác hẳn so với bên này luôn. Bên này nhìn muộn làm được xong rồi nó săn chắc này, nó mịn màng này, không giống như là bên này nó cứ nhẽo nhẽo nhão, không giống như bên này luôn. Nhìn nó chị rất ưng ý luôn em. Mừng quá đúng không chị? Mừng quá, thấy nó khác hẳn hoàn toàn, trời ơi, ngoài sự mong đợi của mình luôn. Dạ, lúc mà bác điều trị cho mình á, chị có cảm thấy khó chịu không? Không, lúc mà mới đầu chị tưởng là đau, nhưng mà không có đau gì đâu em ạ. Chỉ có hơi châm chích một xíu thôi, nó dễ chịu lắm, thoải mái lắm. Dạ, rất là thoải mái, vậy là mừng quá Đừng luôn. À, mong. bác Việt ơi, bác Trời. có thể chia sẻ về công nghệ mà chị Hiếu mới làm như thế nào bác nhé? À, đây là cái công nghệ Ultherapy, một công nghệ rất là hot tại VB Thanh Mai, chuyên về nâng cơ trẻ hóa da. Đó thì mọi người có thể thấy là khi mà chị Hiếu là làm xong á, thì mình thấy là cái vùng rãnh mũi má này hai bên khác nhau rất là rõ. Vùng rãnh bên này thì mình thấy là nó đã cải thiện rất là rõ nè, bên này thì mình còn khá là sâu. Thứ hai là cái vùng viền hàm mày cũng được gỡ rất là nhiều ha, vùng má giữa cũng cải thiện rất là tốt, và đồng thời cung mày bên này của chị cũng được nâng lên rất là tốt đó. Dạ. Thì quá trình này nó còn cải thiện tốt từ 2 đến 3 tháng sau đó nữa chị nhé. Dạ, nghĩa là mình sẽ còn đẹp nữa nha chị Hiếu. Dạ em Chị cảm đang ơn bác. mong chờ xem là bên này là nó toàn hiện hết mặt, xem là nó được tuyệt vời như thế nào, xuất sắc như Dạ, nào. à, vậy thì không có để mình chờ lâu đâu. Vậy thì bây giờ em sẽ mời mình nằm xuống để bác tiếp tục công nghệ cho mình nha. Ok em, Dạ, ok em mời mình nằm xuống em. hả? Dạ đây. Rồi, bác điều trị cho chị nha. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình thấy như thế nào ạ? À? Để có được sự thay đổi tuyệt vời như thế này thì chắc chắn là không thể nào thiếu sự hỗ trợ của công nghệ trẻ hóa da đỉnh cao Ultherapy. Đó, cho nên là cả nhà mình hãy tự tin ghé BB Thanh Mai để cùng tỏa sáng với BB Thanh Mai nhé. 1800 6617 là tổng đài miễn phí của BB nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở cái buổi live tiếp theo với chị Hiếu nhé.